đừng 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 nhanh đừng nhanh đừng nhanh để quay lại đấy, quay lại để mà bây giờ là giải đấu anh Dương Tuyền và anh Điệp Họa Sĩ đấy. Anh là đây mà em ấy à, bạn đừng đúng không ba giây gì không đến 3 giây được chưa? Ngồi được em đây không đến 3 giây một chút anh này nhá. Theo luật là anh Tuyền bảo là không đến 3 giây. Ai chạm bát chứ người thua. Anh Điệp anh bảo là trên 3 giây. Chạm này bát này, chạm này bát. Ai chạm bát là thua. Rồi. Nhá. Từ từ em bấm giờ đã. Đừng này thua anh. Kèo lại đi, làm kèo lại đi. Nếu mà anh thắng thì sao, mà anh vừa thắng thì sao? Đấy nhá, đây nhá, anh nào? Anh thì em mà bát thì em thua rồi. Anh không cần ghi, anh chỉ cần đứng 5 giây thôi. Đứng 5 giây không thua. Ai là trọng tài? Em trọng tài chứ. Thôi được 5 giây em thua. Thẳng ra. Anh nó ngã đi nhá. Kèo thắng luôn. Em ơi, bây giờ nhá. Tôi chưa có hồi kết. Nếu không, nếu như chưa đến 3 giây anh Điệp thua. Rồi. Hoặc ba tức là ba giây thêm một giây thắng trên ba giây anh thắng anh thích gì cũng được rồi. Nếu như ba giây anh thua tặng thằng em okay. Một bức tranh ok ôm một nhà được nhá khéo mà sống động đấy nhá nào anh nhá anh thử làm được đây chạm này được anh không cần chạm anh đừng chạm đừng chạm đừng chạm không phải ông anh ấy anh không chạm được bát đâu. Anh nhả tay ra để anh chạm bát rồi. Anh nhả tay ra để anh chạm bát rồi. Tôi nhả tay ra hai người hô. Không, để mình hô trọng tài hô. Ok, trọng tài hô. Đến từ đếm nhá. Một, hai,